và chúng ta cũng có một cái thông tin được chia sẻ rất nhiều hồi sáng nay các bạn đó chính là cái thông tin liên quan đến Binance sa thải nhân viên à, Thu đã chia sẻ với các bạn ở trên những mạng xã hội thì các bạn đã thấy hồi sáng này có cái bài báo đến từ Wall Street Journal thì bài báo này nói là sàn Binance đã sa thải hơn 1.000 nhân viên trong dòng bài tuần qua à, thì con số này đã nghe là nhiều nhưng mà theo đơn hiểu là sàn Binance có tới mấy chục ngàn nhân viên lần và các bạn thấy được là CZ đó cũng uh, đã nói là cái con số được chia sẻ bởi Wall Street Journal thì không có đúng sự thật nhưng mà trên căn bản đó thì uh, công ty nào cũng sa thải nhân viên ngay cả những công ty lớn như chúng ta nói tới uh, Microsoft thì cũng đã sa thải nhân viên thì Binance cũng không ngoại lệ và những sàn khác cũng như vậy và CZ thì nói là vẫn đang mướn người hiện tại thì đó là cái à, sự chia sẻ đến từ Wall Street Journal và cái sự phản hồi đến từ CZ Cái tài liệu này thật ra cũng không ảnh hưởng đến giá cả các bạn Nhưng mà thường cảm thấy nhiều à, người à, nghĩ là đây là tài liệu dẫn đến giá cả đi xuống Thì không nghĩ gì đâu, đây chỉ là một cái thông tin à, được chia sẻ nhiều mà thôi Nhưng mà sự thật đó, thì lần này Binance cũng gặp nhiều dòng bão thôi các bạn hầu như là tuần nào cũng có chuyện hết. Chúng ta cũng có một bài uh, phỏng vấn cũng rất là thú vị các bạn. Một lần nữa đây là bài phỏng vấn với lại Lê Fin CEO của BlackRock. Thì trong những bài phỏng vấn này đó cái mà các bạn có thể nhận ra được uh, đó chính là việc Blackrock muốn có một Bitcoin Spot ETF là không phải đến từ một giám đốc nào hay là một đơn vị nào hết giống như các bạn thấy là Blackrock là một công ty rất là lớn thì họ sẽ có nhiều chiến lược khác nhau và mỗi cái đơn vị sẽ có một người đứng đầu à, thì có thể là một ai đó hứng thú với crypto thì muốn thử xem coi là có thể à, có một Bitcoin Spot ETF được thông qua hay là không nhưng mà không phải các bạn các bạn đã thấy được là Blackrock CEO Fink là người mà thường hay nói về Bitcoin Spot ETF gần đây có nghĩa là lý do tại sao BlackRock muốn có một cái Bitcoin Spot ETF tại vì CEO của công ty đang rất cân thú và quan tâm đến và các bạn đang thấy gần đây đó thì CEO của BlackRock cũng đã có một phỏng vấn trên đài CNBC thì cũng nói một số câu tương tự liên quan tới là Bitcoin là tài sản quốc tế vân vân hôm nay thì một cái bài phỏng vấn này nó dài khoảng chừng là hai phút để hùng chia sẻ với các bạn thì cái phần phỏng vấn này đã sẽ chia ra làm hai phần các bạn chúng ta sẽ thấy được cái phần đầu tiên à, thì CEO Larry Fink sẽ nói về tại sao lại phải là ETF thì CEO của Larry Fink nói là không thể comment trực tiếp về Bitcoin Spot ETF tại vì có nhiều cái ông ta không có chia sẻ được hiện bây giờ tại vì đang chờ đợi để được duyệt về SEC nhưng mà ông ta có thể chia sẻ tại sao mà BlackRock muốn đi về xu hướng ETF ETF là một cái quỹ đầu tư mà các bạn có thể mua trên sàn chứng khoán trực tiếp thì đối với là ETF là cái mảng đầu tư mà sẽ phát triển sau này đó là tương lai tại vì đối với Delfin thì ETF là một cái mảng đầu tư mà có thể khiến cho một người bình thường tiếp cận được với một loại tài sản bằng một cách rất là hiệu quả và chi phí thấp và ông ta lấy một ví dụ giống như ta nói tới bàn đi thì trước đây bao nhiêu người đầu tư bình thường có thể đầu tư vào vàng thì con số không là bao nhiêu đâu các bạn tại vì thứ nhất là vàng nó rất là nặng thì nếu các bạn mua vàng nó chi phí rất là cao chi phí mua bán nó trên là rất cao và di chuyển cũng rất là tốn phí các bạn mua vàng rồi các bạn chờ tao gửi đến nhà thì nguy hiểm nào một phí cao là hai rồi các bạn phải lưu chữ vàng ở nhà nó rất là phiền phức cho nên nhiều người đó họ không có muốn dùng vàng để mà đa dạng hóa như một đầu tư nhưng mà khi mà có vàng ETF rồi thì chi phí thấp ai cũng có thể dễ dàng mua một cổ phần và có thể tiếp cận được với giá vàng thì ông ta tin tưởng Bitcoin spot ETF hay là crypto ETF nói chung sẽ đóng vai trò tương tự đối với là nhiều người đó thì tiếp cận với lại Bitcoin là một cái nó khó khăn khó khăn nhiều hơn các bạn nghĩ đối với những bạn theo dõi kênh thùng kháp đều cảm thấy là không gì khó khăn hết đó. chỉ cần tạo tài khoản lời mua btc rồi các bạn muốn tự giữ thì có thể tạo một cái ví miễn phí ở trên mạng hay là trên cái điện thoại các bạn hay là các bạn muốn an toàn hơn thì lưu trữ trong ví lạnh các bạn có nhiều sự lựa chọn nhưng mà cái phí cũng không có cao nhưng mà đối với nhiều người thì họ cũng không biết bắt đầu từ đâu các bạn nhất là họ chỉ đọc tin tức từ những trang web lớn họ chỉ nghe thông tin đến từ đài truyền hình truyền thống thì họ cảm thấy rất là hoang mang các bạn tối ngày cứ nghe nói là dù hát này dù hát này, kia lừa đảo này lừa đảo kia người bị bắt người kia bị bắt thì họ cảm thấy cực kỳ hoang mang khi mà tham gia vào thị trường này và khi mà họ bắt đầu tham gia vào thì họ lại thấy Wow, thị trường này có tới cả ngàn đồng thì biết bắt đầu từ đâu tại sao lại có bitcoin rồi lại có bitcoin cash rồi tại sao có ethereum rồi lại có ethereum classic tại sao lại có cardano những đồng này nó khác nhau như thế nào các bạn thấy là họ có cái ngàn câu hỏi luôn rồi họ không làm gì hết tại vì họ cảm thấy là quá rối các bạn à, cho nên khi mà có ETF rồi đó thì cực kỳ đơn giản hơn tại vì một người bình thường có thể dùng cái account chứng khoán của họ mua cổ phần để mà đa dạng hóa đó là cái phần đầu tiên được chia sẻ bởi CEO uh, Lê Phiên thường uh, play phần này cho các bạn rồi chúng sẽ nói tới cái phần kế tiếp Can you talk about how crypto fits? I can't talk about Bitcoin because we have a filing with the SEC, so I'm prohibited. I could talk about crypto in general, and I could talk about what we have done. You know, we believe we have a responsibility to democratize investing. And we've done a great job, and, and the role of ETFs in the world is, is transforming investing. And I think we're only at the beginning of that. I mean, we, we, we believe the fixed income market is going to become multiple trillion dollars in, in, in ETFs. Equities will continue. More and more of the market will be, will be delivered through an ETF platform. If you think about what was done 15, 20, no, 20 years ago now with the advent of a gold ETF. Right. Right. That really democratized gold investing. It brought down the cost of transaction for gold. I mean the cost of transacting physical gold is absurd. And now with crypto, cái phần này ông ta sẽ bắt đầu nói về crypto thì để tóm tắt đó thì Lê Phiên cũng là những câu nói rất các bạn nói crypto có một giá trị đặc biệt khác với những cái đầu tư hiện tại và tôi tin crypto là một tài sản quốc tế và sẽ đóng một vai trò trong tiền tệ đó là những gì mà ông ta sẽ nói trong cái phần còn lại để thằng chia sẻ phần này với các bạn The idea of democratizing that role, the cost right now to transact, uh, is quite expensive. We're talking points, not... Decimal points, and so that's a big point. Two, um, over the last five years, <clears throat> more and more our global investors are asking us about the role of crypto. And as I said, I do believe a lot of crypto is is going to be. It's an international asset. It's going. It is. Um, it has a differentiating value versus other asset classes but more importantly because it's so international it's going to transcend any one currency in currency valuation if you just look at the value of, of our dollar how it de depreciated last two, two months and how much it appreciated over the last five years i mean an international crypto product can really transcend that and that's why we believe there's great opportunities, and that's why we're seeing more and more interest, and that interest is broad-based worldwide. CEO của BlackRock. crypto. thì nhiều bạn sẽ nói là có phải ông ta nói gì tại vì ông ta đã gom đủ hàng rồi cho nên muốn nói gì để mọi người fomo để bán hay không thì đương nhiên thì không biết được là leafing hay là blackrock lưu trữ bao nhiêu crypto các bạn khác với lại công ty MicroStrategy họ thông báo họ lưu trữ bao nhiêu tại vì họ bắt buộc phải thông báo cái sự khác nhau đó đó chính là MicroStrategy lưu trữ crypto trong cái ngân sách của công ty còn blackrock đó đi mua crypto để mà đầu tư cái đó là hai cái phần hoàn toàn khác nhau các bạn về cái phương diện kế toán à, và đối với blackrock đó, thì khi mà họ thu mua btc thông tin là họ đã mua rồi các bạn tại vì họ không có nào mà đợi tới thông báo rồi mới đi mua làm gì không có lợi gì họ hết họ phải mua khi mà mức giá thấp thì mua khi nào các bạn thường lòng sẽ biết được nhưng mà tôi nghĩ là mua những lúc mà nhiều bạn lo sợ muốn rời khỏi thị trường này và chán nản những lúc mà nhiều bạn ngồi chờ đợi mức giá là 12.000 đô cho BTC tôi nghĩ những lúc đó là những lúc mà chúng ta thấy có rất nhiều những cái màu xanh xuất hiện có sự tích lũy đến từ những cá voi nhưng mà có phải là chúng ta nhìn thấy được là đây là cái update của cây Bitcoin Heatmap các bạn của ngày hôm nay thì các bạn đã biết là ở bên tay trái là đây là những cái địa chỉ ví lưu trữ số lượng khác nhau, giống như cái nhóm địa chỉ ví dưới 1, 1 tới 10 vân vân. Và ở bên tay phải đó từ đỏ tới xanh thì đỏ là có sự phân phối BTC và xanh là tích lũy thì chúng ta thấy được là những cá voi lớn nhất đó hơn 10.000 BTC thì đang rất là đỏ các bạn như là họ đang phân phối ngược lại chúng ta thấy được là những địa chỉ ví lưu trữ từ 1.000 tới 10.000 thì đang tích lũy và chúng ta sẽ được là địa chỉ ví từ ngay đây các bạn đó chính là từ 10 tới 100 BTC cũng đang tích lũy thì có phải BlackRock đang bán cho họ hay là không hay là đang xả hạn hay không thì Thuận cũng không có chắc nhưng mà tôi không nghĩ gì đâu các bạn Tại vì sao? Tại vì nếu như mà BlackRock muốn có một Bitcoin Spot ETF Thì không lý do gì mà họ bỏ công tích lũy để bán khi mà có lời như vậy Tại vì lý do tại sao mà họ mua Bitcoin là tại vì họ muốn có số lượng đó Khi mà ETF thông qua thì họ sẽ có số lượng đó để nhanh chóng phát hành cổ phần Cái mà họ kiếm tiền được, mà kiếm tiền được dài hạn đó là không phải giá cả của BTC lên hay xuống Mà là người ta trade ETF họ sẽ lấy được cái phần trong đó tại vì trong cái quỹ đó đó thì hàng năm họ sẽ lấy một phần là cái phí quản lý quỹ đó nếu như mà càng nhiều người tham gia thì họ sẽ càng mua thêm nhiều btc các bạn dựa theo cái số lượng cổ phần mà người ta có nhu cầu thu mua thì cái quỹ đó ngày càng lớn lên thì họ thâu phí ngày càng nhiều hơn nói tóm là như thế này nếu như các bạn nghĩ là một công ty họ phát hành quỹ Bitcoin Spot ETF, họ lưu trữ BTC và họ chờ BTC có lời đó để họ kiếm lời thì không phải đấy các bạn. Cái lợi nhiều hơn đó chính là họ sẽ lấy lợi từ cái phí giao dịch, cái phí quản lý quỹ và cho dù giá cả lên hay xuống họ đều kiếm được tiền. Đó mới là lý do tại sao mà Lefeng cực kỳ hứng thú với lại ETF và muốn ETF là tương lai tại vì BlackRock phát hành rất nhiều ETF các bạn mà họ thu được rất nhiều tiền và cũng có một thông tin ngày hôm nay đó các bạn thấy được là có nhiều bạn chia sẻ cái tấm hình tương tự như vậy và hỏi thuận là có phải là Bitcoin spot ETF được thông qua hay là không thì không phải đâu các bạn khi mà các bạn nghe những thông tin như là the SEC officially acknowledges BlackRock spot Bitcoin ETF application đó, thì cái chữ acknowledges này không phải là họ chấp thuận các bạn mà hiểu đơn giản là họ bắt đầu chính thức xem đơn khi mà các bạn nạp đơn đề xuất Bitcoin Smart ETF hay là bất cứ ETF nào đó thì sẽ đi theo thứ tự các bạn. SCC thì à, họ sẽ xử lý từng đơn từng đơn một. À, đương nhiên nếu như mà mọi người nạp đơn cùng một lúc thì đâu phải là mọi người sẽ được xem cùng một lúc đâu các bạn. Mọi thứ đều có cái sự thứ tự. Thì khi nào mà SCC đến cái con số đó rồi thì họ sẽ mở cái đề xuất đó ra họ bắt đầu là xem cái đơn đó và họ xử lý từng đơn một theo thứ tự không ai được ưu tiên hết. Thì khi mà chúng ta thấy thông tin là SCC đã acknowledges một cái Bitcoin Smart ETF nghĩa là họ đã chính thức bắt đầu xem đơn và 240 ngày bắt đầu từ ngày nay và chúng ta thấy được là cho tới thì đến bây giờ đã hầu như tất cả những cái đơn đến từ những công ty như là BlackRock như là chúng ta nói tới về vân vân thì hầu như đơn nào cũng đã được chính thức xem bởi SEC rồi nghĩa là chúng ta có thể bắt đầu có đồng hồ đếm ngược 240 ngày đương nhiên không phải là chúng ta cần 240 ngày SEC có thể chấp nhận sớm hơn hay là từ chối sớm hơn Chứ không cần phải chờ tới 240 ngày Nhưng mà tối đa là 240 ngày Đến cái con số 240 ngày này rồi Nên mà SEC không có ra quyết định à, Thì cũng không được Quyết định cuối cùng sẽ là ở cái ngày 240 này Và có nhiều Twitter đó thì lúc nào cũng đăng tin nóng hết các bạn Nhưng mà thường cảm thấy nhiều khi Họ cũng không biết mình đang đăng tin gì Cho nên là mọi thứ nó rối lên Và thường không có muốn nói riêng về một cái Twitter hết các bạn thường chỉ muốn chia sẻ các bạn là chúng ta xem thông tin thì cũng nên cẩn thận một chút tại vì khi chúng ta nói tới những tài liệu liên quan tới phố war hay là thị trường tài chính hay là kinh tế vĩ mô đó thì có nhiều thứ nó chuyên sâu hơn và tôi cảm thấy là nhiều người thì cũng chưa có đầy đủ kinh nghiệm hay là cũng có nhiều bạn thực sự cũng chưa có tham gia vào trường tài chính lâu tại vì các bạn đã biết là crypto đó là một cái mảng mà nó thu hút rất là nhiều người đến các bạn đã thấy là đến từ nhiều cái background khác nhau các bạn có thể đã có lý lịch làm về cho những cái công ty công nghệ thì cũng trong thì crypto này các bạn có lý lịch làm việc cho những công ty quảng cáo thì cũng trong thì crypto này các bạn có lý lịch làm cho thị tài chính cũng trong thì crypto này các bạn các bạn thấy được là chúng ta có rất nhiều bạn đến từ rất nhiều khía cạnh khác nhau và không phải ai cũng hiểu về tất cả những gì đang xảy ra cho nên tôi chỉ muốn chia sẻ một chút xíu để các bạn cẩn thận mà thôi và cái phần cuối cùng này đó tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến cái đợt ra tòa đầu tiên giữa SEC và Coinbase Tuy đây là cái đợt ra tòa đầu tiên các bạn và cái đợt ra tòa này đã phần lớn thời gian là dành cho những cái thủ tục hành chính nhưng mà cũng có một số điều thú vị để mình chia sẻ với các bạn. Thì đây là cái tài liệu các bạn đã được được chia sẻ bởi Made a Law Thì có ba điều tôi muốn chia sẻ với các bạn. Điều đầu tiên đó là thẩm phán đây là hỏi luật sư của SEC là bà có nên coi trọng việc mà SEC đã duyệt cho Coinbase niêm yết trên sàn chứng khoán hay là không Thì cái lý do thẩm phán muốn hỏi luật sư của SEC câu này là bà ta nghĩ nếu như mà SEC đó đã hiểu cách hoạt động của sàn Binance rồi Tại vì đã thấy giấy tờ hoạt động của Binance rồi sau đó mới duyệt để cho sàn Binance lên trên sàn chứng khoán thì nếu như SEC đã hiểu và cho phép trước đây thì tại sao bây giờ đi kiện Coinbase nói đây là một sàn mà cho phép giao dịch chứng khoán chưa đăng ký và sàn Coinbase là một sàn hoạt động không theo pháp luật hiện bây giờ. Điều đó không hợp lý đối với thẩm phán này. Thì luật sư của SEC đó, Peter Mancuso đã nói là câu trả lời ngắn gọn là không thưa quý tòa, không nên coi trọng điều đó. Đơn giản là vì SEC cho phép một công ty niêm yết trên Sàng. không có nghĩa là SEC ủng hộ hoạt động kinh doanh của công ty đó điều này cũng đúng các bạn tại vì các bạn thấy được là SEC là một cái đơn vị quản lý chứng khoán họ đâu có phải là chuyên ngành gì đâu chứ như các bạn là một công ty mà chuyên về dược phẩm đi Cảm ơn lên sàn chứng khoán thì các bạn nạp những giấy tờ liên quan đến kế toán liên quan tới hoạt động kinh doanh của các bạn thì SEC chỉ duyệt trong phạm vi mà họ hiểu mà thôi và đặc biệt là về phần giấy tờ liên quan đến chứng khoán thì cần phải có những cái thông tin gì và cái tài liệu lời lỗi của họ có đầy đủ hay là không chứ SEC không có nào mà hiểu được cái hoạt động kinh doanh về việc bán dược phẩm được cho nên họ không có nào mà đưa ra cái lời là ủng hộ kinh doanh hay là không ủng hộ kinh doanh của công ty nào đó cho nên việc một công ty lên sàn chứng khoán đó thì không hoàn toàn là SEC sẽ hiểu hết công ty đó đang làm gì cho nên đó cũng lý do tại sao mà sau này đã có những công ty mà nó thuộc dạng lừa đảo các bạn SEC đó thì cũng bị gọi tên nhưng mà SEC thì cũng dùng cái cách đó để mà tránh liên lụy nó là SEC chỉ đơn giản xem giấy tờ tài chính thôi chứ còn về việc công ty đó hoạt động lừa đảo thì làm sao mà SEC biết được nhưng mà thẩm phán này đó thì nói là bà ta có chút hoài nghi khi mà bà ta nói chuyện với lại Condes thì thẩm phán đã nói với lại luật sư của SEC là tôi không nói rằng là SEC nên biết tất cả đương nhiên làm sao mà họ biết tất cả được tại vì họ chỉ chuyên ngành là chứng khoán mà thôi nhưng mà tôi nghĩ rằng công ty nạp giấy tờ để niêm yết trên sàn chứng khoán thì phải có một sự điều tra hay là thẩm định gì đó SEC lúc đó có nói với Coinbase này sàn này phải đăng ký như một sàn dịch chứng khoán điều đó nằm trong quyền hạn của SEC lập luận của thẩm phán đó là cái cách nói của SEC thì đúng là hợp lý một phần mà thôi nhưng một phần khác đó thì Coinbase là một sàn hoạt động ở Hoa Kỳ và SEC từ lâu đó không phải là chỉ riêng về giao dịch trước đó các bạn đã thấy là SEC cũng đã từng nói là có nhiều crypto là chứng khoán thì tại sao mà sàn Coinbase niêm yết lúc đó SEC lại uh, không ngăn chặn tại vì nếu nói SEC không hiểu à, về cái hoạt động của dược phẩm hay là một công ty về công nghệ thì cái đó hợp lý nhưng mà đây là một công ty trong cái lĩnh vực mà SEC nghĩ là mình có thẩm quyền thì tại sao mà lại không bắt buộc Coinbase đăng ký lúc đó tại sao lại không ngăn chặn việc Coinbase lên trên sàn đó là cái sự hoài nghi của thẩm phán đó là điều đầu tiên thì đương nhiên điều này là tốt cho Coinbase các bạn điều thứ nhì đó thì à, thẩm phán đã hỏi quan điểm của SEC về việc Ethereum có phải là chứng khoán hay là không thì luật sư của sec cho biết là sec vẫn chưa có tuyên bố quyết định về terium điều này cũng không hoàn toàn đúng nữa các bạn tại vì các bạn đã biết là trước đó thì giám đốc hinman của sec đã từng nói ý từ không phải là chứng khoán đây là trọng tâm của cái vụ kiện giữa ripple và sec à, và chúng ta cũng đã biết là sau đó, đó không những riêng là giám đốc hinman mà chủ tịch của sec lúc đó là jay clayton thì cũng đã từng uh, chia sẻ là ông ta đồng ý với lại quan điểm của giám đốc hinman có nghĩa là SEC trên căn bản đã từng tuyên bố về Ethereum chỉ là dưới quyền của Gary Gensler đó thì Gary Gensler hầu như là không muốn chấp nhận điều đó nhưng mà cho tới bây giờ thì Gary Gensler vẫn chưa có nói gì về Ethereum nhưng mà các bạn đã thấy là với cái việc XRP không phải là chứng khoán thì nếu nói y tế chứng khoán đó thì cực kỳ khó khăn để chứng minh luôn đó là điều thứ nhì điều thứ ba đó là thẩm phán cho biết là bà đang rất bận với các điều kiện khác nhau trong vài tuần tới. Điều này cho thấy là cái khả năng chúng ta có một cái sự phán quyết nhanh chóng nó rất khó xảy ra. Những gì mà thường vừa chia sẻ với các bạn đây chỉ là thông tin ban đầu từ cái lần ra tòa này mà thôi. Chúng ta cũng không có nên coi trọng quá những thông tin này, nó cũng không nói lên được gì. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng đã thấy à, đây sẽ là một cái điều kiện gây cứng và luật sư À, của hai bên thì cũng đã có sự chuẩn bị và thẩm phán này đó thì cũng hầu như rất là quan tâm và cũng có một con sự hiểu biết về chứng khoán và crypto cho nên mới hỏi những câu nói như thế này và nhất là câu nói thứ nhì các bạn thấy được là cái câu hỏi thứ nhì này muốn biết ether có phải là chứng khoán hay là không thì không phải là hỏi để bắt chẹt sec đâu các bạn đó là việc của quốc hội việc của thẩm phán này đó nghĩ muốn hỏi câu hỏi này là để biết quan điểm của sec là có rõ ràng cái gì là chứng khoán thì là không phải là không và nếu như mà SEC cũng chưa rõ ràng thì làm sao mà Coinbase rõ ràng được đó là cái suy nghĩ của thẩm phán mình nghĩ là như vậy cho nên mình hỏi câu nói này và nói tới Coinbase thì đáng tiếc tại vì cái vụ kiện đang xảy ra đó thì tuy vẫn chưa có kết quả nhưng mà các bạn thấy là có bốn tiểu bang đã đề nghị Coinbase là phải ngưng cung cấp hoạt động staking cho người dân của những tiểu bang này trong đó chúng ta có đáng tiếc tiểu bang thường đang ở là, là California cái đó là New Jersey, thứ ba là South Carolina và cuối cùng là Wisconsin các bạn à, có nghĩa là những người trong tiểu bang này thì sẽ không thể tham gia vào staking Ethereum hay gì hết đó là một điều đáng tiếc và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nếu bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao tên thì như nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.